Nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm không khí là do đô thị hóa, dân số tăng nhanh, nhất là mật độ xây dựng, lượng phương tiện giao thông tăng đột biến. Về nguồn gây ô nhiễm không khí, chủ yếu từ các nguồn tại chỗ như hoạt động giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp, đốt rơm rạ, đốt rác và một số nguồn vận chuyển từ xa. Ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn thường tăng cao vào giờ cao điểm, từ 60 đến 70% bụi mịn do ô tô, xe máy thải ra. Ô nhiễm không khí thì có thể gây, thậm chí là gây ung thư hoặc là gây các bệnh về rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường hoặc các bệnh vô sinh ở nam giới, vì nó có thể gây biến đổi cái cấu trúc của tinh trùng hoặc là làm giảm chất lượng tinh trùng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ hoặc là người già hoặc những người suy giảm miễn dịch. Thì khi sống trong cái môi trường mà ô nhiễm không khí thì ở trẻ nhỏ thì có thể dễ bị kích hoạt cái bệnh hen phế quản hoặc là gây những cái ung thư tiềm tàng từ nhỏ, hoặc là ở người già thì rất dễ những bệnh như là viêm phổi hoặc là ung thư phổi hoặc các bệnh ung thư khác. Và đặc biệt là gần đây thì cũng đã có nghiên cứu đưa ra là cái ô nhiễm không khí làm tăng tỷ lệ tử vong và giảm tuổi thọ. Theo số liệu thống kê, ở Ấn Độ vào năm 2016 có nồng độ bụi mịn 2.5, cao gấp 33 lần mức cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Trung Quốc, đất nước đông dân, có nền kinh tế phát triển, nhưng có đến 3.200 người tử vong trong năm 2015 vì ô nhiễm không khí. Hàn Quốc, vốn được biết đến là quốc gia rất sạch sẽ, nhưng cũng đứng thứ 5 về nồng độ bụi mịn trong số các nước phát triển. Tại Việt Nam, mặc dù tình trạng ô nhiễm không khí tăng cao trong một vài tháng gần đây, nhưng mãi đến tháng 10, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường mới đưa ra khuyến cáo cho người dân về mức độ ô nhiễm bụi mịn khi vượt quá ngưỡng cho phép có thể gây hại cho sức khỏe con người. Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra 7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm. Số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc cũng cho thấy mỗi giờ có khoảng 800 ca tử vong do ô nhiễm không khí. Trung bình 13 người tử vong mỗi phút, gấp 3 lần số tử vong vì sốt rét, bệnh lao và AIDS mỗi năm. Cũng theo WHO, Việt Nam có 34.232 người tử vong sớm có liên quan đến ô nhiễm không khí.